Cường Auro xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Audio. Và ngày hôm nay Cường Auro sẽ giới thiệu bạn về một dòng sản phẩm. Sản phẩm này thì các bạn cũng đã thấy trên mạng rất là nhiều rồi và Cường Auro đã suy nghĩ rất là nhiều. Và bây giờ Cường Auro sẽ cung cấp dòng sản phẩm Mixer F4. Chiếc Mixer F4 này của Yamaha và có chức năng Bluetooth nha các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát ngoài vỏ hộp của chiếc mixer này xem nó có điều gì đặc biệt không. Như các bạn có thể nhìn thấy là mặt ngoài đây của chiếc mixer này thì bên trong nó mô tả bên trong nó như thế nào, y như thế luôn. Đây, các bạn thì nhìn thấy USB đích này, đây nó có sẽ USB này, 4 channel này, cắm jack XLR mono này, EQ này, đó stereo RCA này và 48V này và rất nhiều delay các thứ, reverb, effect đó và rất nhiều các thứ nữa. Các bạn thì nhìn thấy là 4 channel line mixer đó. Và mình và các bạn cũng sẽ cùng quan sát thêm ngoài vỏ hộp nhá. Thì mặt sau của chiếc mixer này thì các bạn nhìn thấy là nó cũng không có gì quá đặc biệt cả. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng mở hộp ra thì các bạn để thấy là chữ open from here đây. Đấy, chúng ta sẽ mở ra này. Đó, thì chúng ta có một bên trong nó sẽ có là một cái hộp xốp nha, để chúng ta vận chuyển chiếc mixer này được đảm bảo an toàn. Bên trên chúng ta sẽ có một quyển sách về thông số sản phẩm cũng như hướng dẫn. Đó, các bạn thì mở ra hoàn toàn bằng tiếng Anh nhé các bạn nhé. Đó, đây là thông số của sản phẩm này. Đó, và một số những cái hướng dẫn cơ bản để chúng ta có thể dùng được chiếc mixer này. Thì chiếc mixer này ấy, thì ngày xưa ấy, thì Cường Auto cũng có cung cấp, nhưng mà thường để cho các bạn dùng để kết nối vào bộ âm ly, bộ gia đình hơn. Tuy nhiên thì rất nhiều người đã muốn để sử dụng để hát live stream. Và gần đây Cường Auto đã có những cái dòng dây live stream kiểu như thế này để chúng ta có thể kết nối trực tiếp. Vì ngày xưa ấy là nó dây live stream nó chưa được dễ dàng, dẫn đến nó sẽ bị cắm rất nhiều rác, nên mình không muốn bán khi chúng ta sử dụng live stream. Sao cạp vẫn là ok nhất. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta đã có một cái dây live stream như thế này rồi, thì mình lát nữa mình sẽ có một video hướng dẫn chi tiết hơn. Đây chỉ là video mở hộp thôi các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái cục nguồn nữa. Đó, cục nguồn đây thì các bạn có thể để ý đây là cục nguồn hai chân này, hai chân tròn này các bạn nhé. Đó, cục nguồn này chúng ta cắm trực tiếp vào điện lưới 220V luôn. Đây là một cái cục chuyển đổi. Đó, đây adapter này 230V này, 50Hz này, 18W này. Đó, 350 ampere này, miliampere này. Rồi ok. Và đầu của nó có thể cắm mixer đây. Các bạn thể nhìn thấy 1, 2, 3, rất giống những cái dòng mixer của Cường Auto đã phân tích cho các bạn đúng không. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ chiếc chân này ra bên và mình sẽ cùng các bạn khám phá chi tiết hơn chiếc mixer này. Chiếc mixer này thì nó cũng tương đối là nặng, nhưng mà cũng nặng vừa phải thôi, nó không quá là quá nặng. Đấy, ok, mình bỏ chiếc xốp ra này. Đó, thì đây các bạn có thể nhìn thấy là đây là mặt của mixer F4 UFB Yamaha Bluetooth. Đó, khá là dài dòng đúng không? Tuy nhiên thì nó đạt đổi đầy đủ chức năng cho các bạn sử dụng. Chúng ta có thể quan sát mặt trên của chiếc mixer này, nó bằng vỏ kim loại nhé các bạn nhé. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy là đâu, đây là cổng mic 1 này, đôi cổng mic 2 này. Đây chúng ta sẽ cắm mic vào nha, jack XLR này. Đây cổng insert và cổng line này, chúng ta sẽ cắm mic karaoke gia đình vào nha các bạn nhé. Đó, tiếp theo là bên này là cổng thứ 3, thứ 4 này, nên mới gọi là mixer F4. Bên này là chúng ta sẽ cắm là main out, tức là chúng ta sẽ kết nối ra dây live stream, hoặc các bạn có thể kết nối vào âm ly, đường out ra vào âm ly này. Cổng này dưới này là lại main in, chúng ta có thể lấy nhạc từ điện thoại vào. Tuy nhiên thì chúng ta với bộ mixer F4 này thì nó có Bluetooth, thì chúng ta không cần thiết phải lấy nhạc từ điện thoại vào, có khi chúng ta cắm dây nhé các bạn nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể cắm jack sau ly đây nữa này. Trên này là phone này, chúng ta sẽ cắm lỗ phone vào đây. Thì khi bạn dùng ấy thì nó sẽ nếu bạn mua riêng mixer thì nó chỉ có mixer không thôi. Tuy nhiên nếu mà các bạn mua cả bộ thì nó sẽ có cái jack này cho các bạn để chúng ta cắm chia lỗ phone nhé các bạn nhé, chia lỗ tai nghe. Đó, bên này là main này. Đó, bên này dưới này là AUXN này, đây là effect này. Đó, rồi bên dưới chúng ta có điều chỉnh, đây là núm màu tím này, đó là gain này, bên dưới là pen này. Đó, tức là các bạn khi bạn ý khi chúng ta sử dụng ấy thì cứ dọc theo này, chúng ta điều chỉnh kênh 1, điều chỉnh kênh 2, kênh 3 thì điều chỉnh ở trên này.
Đó, tiếng 3 chúng ta điều chỉnh nhạc, và tiếng 4 điều chỉnh main, chúng ta điều chỉnh tổng. Thì tím là gain, gain chúng ta cho vừa thôi. Khi chúng ta sử dụng chúng ta cho vừa thôi, lát nữa mình sẽ nói chi tiết hơn. Đó, đây nữa, pen nữa. Hai là âm chép đấy, âm sáng tiếng đấy. Mai là âm trung và lao là âm trầm. À, âm đỏ đây là AUX này. AUX thì khi bạn sử dụng cắm bộ mixer này vào bộ bộ lớn đấy, bộ bộ âm ly ấy, thì chúng ta sử dụng cả AUX này thì nó mới có tác dụng. Còn khi chúng ta sử dụng thì chúng ta không dùng AUX này thì nó không tác dụng các bạn nhé. Tương tự kênh 2 cũng như thế. À, kênh 3 là chúng ta điều chỉnh nhạc nhé các bạn nhé. Điều chỉnh nhạc thì các bạn để ý là khi chúng ta điều chỉnh thì chúng ta để tầm trung thôi. Đó, tầm trung thôi. Và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh bass chết của nhạc nữa. Và cái này thì chúng ta không dùng đến vì là AUX mà, chúng ta không cắm, không dùng đến. Và khi các bạn sử dụng ấy thì các bạn đây là cái này gọi là reverb này. Đó, khi chúng ta sử dụng reverb cho nhạc ấy thì tiếng nó sẽ bị oang. Nên chúng ta cái này chúng ta không sử dụng nhé các bạn nhé. Bên này là delay, núm vàng đây là delay. Delay tức là các bạn là delay chậm và delay nhiều các bạn. Tức là ví dụ nó sẽ tiếng nó mượt hơn và tiếng nhanh hơn cái delay, độ delay đấy. Và rep nó vậy, nó sẽ là một bước hai bước, ví dụ alo nó sẽ là alo luôn. Alo luôn luôn luôn. Cứ kiểu thế, nó sẽ rep như thế thì cái này điều chỉnh lát nữa chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. À, đây là phone điều chỉnh tai nghe chúng ta này. Đây AUX nữa thì nó là điều chỉnh cái đấy. Và đây là effect tổng. Effect tổng thì khi các bạn điều chỉnh cái này mà các bạn không điều chỉnh cái này thì cái này không có tác dụng nha các bạn nhé. Đó thì các bạn phải điều chỉnh cái này nữa. Và đây những cái này là những cái núm volume, chỉnh volume nữa. Đó, đẩy rất là chuyên nghiệp. Thì đây là video độc hộp, mình sẽ quay các bạn xem các hướng luôn để các bạn cùng khám phá tiếp. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có những con ốc như thế này. Đó, đây là núm nguồn này, power up này. Đây là jack để chỗ này AC thì chúng ta cắp kết nối nguồn này. Đó, và sau đó chúng ta cắm một nguồn này. Đây bên trong này các bạn có thể nhìn thấy, hoàn toàn nhìn thấy bề mặt của nó để nó tạo cái độ thoáng khí này. Đó, và chúng ta khi sử dụng chẳng may nó hỏng thì chúng ta không vứt vào thùng rác nhé các bạn nhé. Đó. Ok, bên dưới này nó sẽ có bốn cái chân cao su như này để chúng ta để trên mặt bàn hoặc là để trên mặt những cái thiết bị cho sao cho nó được chắc chắn, không đỡ bị trơn. Bên cạnh đây nó sẽ có những cái con ốc để bắt chắc chắn hơn cho chiếc mixer này. Đây bên dưới này các bạn có thể nhìn thấy nó cũng rất đơn giản thôi, không có gì quá đặc biệt cả. Thì đây là dòng sản phẩm mixer F4 Bluetooth. À, mình sẽ nói thêm một chút nữa, đây là có ký hiệu Bluetooth. Thì chiếc mixer này có kết nối được Bluetooth nhé các bạn nhé. Đó, và đây có những có cổng USB này, có cổng USB để chúng ta có thể khi mà chúng ta có những bài hát hay, chúng ta có cổng USB thay vì chúng ta lên mạng chúng ta tìm kiếm, chúng ta có thể cắm cổng USB vào đây này. À, power là chúng ta bật nguồn này. Đó, và những cái nút next bài, cổng trừ next bài. Đó, thì sử dụng nó rất là đơn giản thôi, hoàn toàn là bằng tiếng Anh nhé các bạn nhé. Hoàn toàn là bằng tiếng Anh. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cứ vặn nhỏ hết cỡ, sau đó tăng dần, chúng ta sẽ hiểu chức năng của từng cái là gì, không cần thiết phải mình nói. Mình thêm một cái phần nữa là đây, mình nói cứ bị thiếu này. Đây là cái 48V này, khi chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta phải bật 48V này lên để cho mic được hoạt động được nha các bạn nhé. Và đây các bạn thể để ý là nó sẽ là cái đèn nó nháy lên để khi nhạc vào hoặc mic vào thì đèn nó sẽ nháy đấy. Đó, và cơ bản thì nó sẽ là như vậy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu bạn nào thích cái dòng sản phẩm mixer F4 của Cường Audio, các bạn hãy liên hệ với mình qua website cườngaudio.com hoặc qua Facebook fanpage facebook.com/cườngaudiopage hoặc qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình là 0976508260 để đặt hàng các dòng sản phẩm của Cường Audio. Số điện thoại này của mình cũng có để Zalo, các bạn có thể liên hệ với mình qua Zalo để mình có thể tư vấn cho bạn kỹ hơn về các dòng sản phẩm mixer cũng như các dòng sao cạc khác và các micro để phù hợp với kinh tế của các bạn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Cường Audio để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào về chia sẻ âm nhạc, chia sẻ ca hát, về đập hộp các dòng sản phẩm như thế này, hoặc chia sẻ hướng dẫn các bạn những video chi tiết hơn của Cường Audio và sẽ cùng một cộng đồng Cường Audio phát triển, đúng không ạ? Rồi, ok. Thì ngay sau đây mình sẽ có một cái video hướng dẫn sử dụng chiếc mixer này. Các bạn đợi một lúc và sẽ có một cái video, các bạn ấn vào đấy nhé. Và các bạn sẽ cùng xem video này cùng mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình. Và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.